Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải năm ơi. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ show đồ cao thủ Duy Chợ Cầu cho anh em xem, một trong những Thiếu Lâm có thể nói là No 1 server. Và ngày hôm nay thì đây là một trong những video Tân Chưởng Môn tháng 9 anh em ơi. Và chúng ta cùng xem sơ qua sơ đồ của cao thủ Tân Chưởng Môn Thiếu Lâm Tân Chưởng Môn tháng 9 này. Hiện tại thì Duy Chợ Cầu đã và đang sở hữu cho mình một cái đao tứ công mã đúc sinh lực 200, tốc 40, sát thương 150%, sát thương 60 điểm, ngoại công, hút nội lực 8, như lan dịp 3 cấp. Cái đao này mắt option hoàn toàn em ơi. Cái đao này đấu giá top 1 hoàn toàn từ 30 cho đến 35 triệu một cây em ơi. Đó. Rồi, tiếp tục sở hữu mình một cái áo tứ công ép khá là đẹp, ép mắt option rồi em ơi. Cái áo này ép tự ép nha em ơi. Phục hồi đặt móc 47. Đó, nhưng mà áo này 50 2 cấp quá đẹp, phòng thủ lên 25 mắt option rồi em ơi. Và đặt móc 47 nha em ơi. Một bao tay tứ không. Một tay tứ không 2 cấp 9x vô tương chạm, 40 chó mà cắn hỏa, ma 2 vô lượng 2 cấp. Và một đanh lưng phục ma, hiện tại đang có với mình một đanh lưng phục ma, cắn hỏa 28, thời gian độc 75, thời gian chó 35 và thời gian chậm 43, 2 cấp kim cang phục ma sinh lực. Đó, tính ra là 4 món kim phá rồi. Một đôi dây, thủ lý làm chậm 25 40 40 này mà sinh lực 18 19x. Một cái nón vậy, thủ lý 25 40, sinh lực nội lực tương đối là 19x. Một set đi kèm với một set ăn bàn mắt option, kèm một set ăn bàn mắt option 19, 29, 30 và 26. Tiếp tục có cho mình thêm một con ngựa minh chủ chứng mã. Loại minh chủ loại con ngựa là ở đây là loại minh chủ chứng mã, thường có thể đem đến thuần hót không cười nâng cấp. Cái này có thể nâng cấp lên kháng tất cả nữa này mà. Đây kháng cả năm rồi, vòng sáng kháng cả bên dưới này nè, khá là đẹp. Đó là vòng Tân Chưởng Môn màu trắng trắng, màu vàng vàng như này. Cái đi kèm với một với phi phần của em có một cấp, một ân tín kỹ năng 9x một cấp, kháng cả năm, kèm một điểm sức kháng cả năm. Ở cái hạng Duy Chợ Cầu này em, nếu anh em còn nào có chơi Thiếu Lâm anh em sẽ hiểu. Với cái này thì hiện tại Duy Chợ Cầu đã và đang có thể nói là đang thiếu một kỹ năng nữa em ơi. Hiện tại là đã có cái đao 3 cấp rồi, đao 3 cấp trong phái, kèm với phi phong một cấp nữa là 4. Đó là tính ra là này đang có là 36 chống phái, thiếu một cấp nữa nè, thiếu một kỹ năng nữa là đặt 126 nè mà. Nếu không có một kỹ năng từ mặt nạ, kỹ năng một cấp nữa thì này sẽ lên là Thiếu Lâm đao đặt 126 thì tóc nó đánh khá là khác như nào, quá dữ luôn. Hệt dòng băng hội nè mà. Cái đao này thì sợ là quá đẹp. Rồi chúng ta cùng điểm sơ qua thì cái đao này thì giá trị sẽ vô khoảng tầm 30 đến 35 triệu. Đó, một cái đao mắt option em ơi, đấu giá tối mới có như nào. Rồi, một sẽ đồng bang mắt option 19, 29, 30 và 26 kháng độc thì cái set đồng bang này tương đương là sẽ mua cũng tầm từ 3 cho đến 4 triệu một set cho em ơi, tùy người mua từ người bán như nào. Bây giờ thì rẻ, hồi xưa cách đây cũng 2 tháng trước thì cái set này trên 10 củ rồi mà. Set này trên 10 củ. Mà từ bây giờ thì tầm này rẻ đó. Mày thì anh em có thể ép nó, anh em mình ra này nó ép nó khá rẻ này. Trong set này tầm từ 3 cho đến 4 triệu là có thể mua được. Rồi, để kèm với một áo tư không. Áo tư không này thì bỏ ra ép cũng tầm gần 2 triệu để ép áo này cho em ơi, và ra được áo mắt khá đẹp này mà. 2 triệu. Đó, tên là cái này 30. Đây trung bình là 30 đến 35. Xếp đồng bang này 4, cái áo này nữa là 36. Bao tay này là 9x 2 kill và cho 40. Khá đẹp em ơi, 2 cấp 2 vô lượng nữa. Trong bao tay này đỡ mà ép thì tốn khoảng tầm 3 triệu hơn em ơi. 3 triệu hơn. Chung là xếp đồng dưới đại lưng này, đại lưng thì ép còn tốn hơn 1 triệu nha em ơi. Đại lưng ép hơn 1 triệu. Nói chung tầm này rẻ rồi. Ép hơn 1 triệu. Đó, bao tay đai lưng áo là gần 5 triệu rồi. Set đồng bang này gần 4 triệu nữa, chung là 9 triệu. Cái đao này là tương đương 40 triệu rồi. Mà nón này thủ lý chính thủ lý và làm chậm, đôi giày này cũng vậy. Nói chung là tầm này hai món này cũng rẻ, trung bình khoảng 1 triệu cái đó là có thể mua được món này em ơi. Thì trung bình là hơn 40 củ rồi. Kèm với con ngựa này hồi đầu server là 10 mấy triệu lận em ơi. Tầm này thì nói chung là con này cũng dàn hạng độc server. Muốn kiếm con thứ hai, con thứ ba không có, hiếm lắm này mà. Server chỉ có 2 con thôi. Đó là Jin Hồ Báo và Duy Chợ Cầu thôi. Con này thì trung bình khoảng 10 triệu một con nữa em ơi. Đó, nói chung là set đồ này tương đương từ hơn 50 củ nữa mà. Này chưa tính nặng nha, chỉ mới tính đồ thôi là gần 50 triệu nữa em ơi. Đó, một trong những Thiếu Lâm có thể nói là No 1 server với đẳng cấp 135 thôi, nhưng mà khá là khác. Đã win được ma thần trong cái Tân Chưởng Môn tháng 9 vừa rồi. Ma thần thì hơn đến 2-3 cấp lần em ơi, và đã giật cho mình cái ngôi Tân Chưởng Môn hồng kim khá là chất lượng. Rồi anh em theo dõi video đừng quên ở lại cho Duy Chợ Cầu một like, một chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đây là một trong những video Tân Chưởng Môn hàng tháng sẽ đầu tháng sẽ like cho anh em xem, cũng như là làm video anh em xem. Một trong những cầu thủ thực sự là rất là đẳng cấp, đã lên ngôi Tân Chưởng Môn thực sự là quá khỏe này mà, vượt khá tốt. Rồi chúng ta xin chúc mừng Tân Chưởng Môn, Thiếu Lâm, Tân Chưởng Môn, Duy Chợ Cầu một lần nữa anh em ơi. Đừng quên để lại một like, share, ủng hộ Duy nhé, cũng như là ủng hộ video của Khải anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến video tiếp theo.